Xin chào các bạn, mình là Thuận. Mình đến từ cửa hàng Thuận Lan, Hàm Tiến, Phan Thiết. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu máy mài có khung tầm trung của máy guitar, có mã là M9506B. Giá đầu đó của nó là 830.000, bảo hành chính hãng trong vòng 6 tháng trên toàn quốc. Máy được sản xuất tại Made in Thái Lan. Khi mở máy, anh em sẽ thấy máy gồm một phiếu bảo hành, một sổ hướng dẫn sử dụng, một máy mài M9506, tay cầm trợ lực, chụp bảo vệ lưỡi, khóa vặn lưỡi. Máy M9506 được trang bị công tắc trường. Máy có công suất là 720W, tốc độ không tải nó là 11.000 vòng trên phút. Bây giờ mình sẽ test máy, mình sẽ test vào chức năng mài của máy. Nếu anh em có nhu cầu đặt hàng hay tìm hiểu thêm về thông tin của sản phẩm, anh em có thể liên hệ mình qua thông tin mình để ở bên trên. Hoặc anh em có ở gần địa chỉ 231 Nguyễn Đình Chiểu có thể ghé cửa hàng mình cùng mình trải nghiệm máy. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.